Chào mừng anh em, chào mừng em quay lại với channel của mình. Chúng ta sẽ đến với tập thứ 88 trong series xây dựng đế chế cùng với huấn luyện viên Joseph Guinho. Và tập đấu này thì nó vô cùng đặc biệt luôn. Chúng ta sẽ hướng tới trận chung kết của UEFA Europa League anh em ơi. Rồi, chúng ta sẽ bước vào buổi họp báo trước trận đấu này nào. Ok, thì đây là câu hỏi gì đây? Câu hỏi là is finished and is here. Cả hai đội đều có cơ hội đúng không? Đây là câu hỏi về việc là liệu ai sẽ chắc chắn cho việc vô địch đúng không anh em? Sẽ trả lời một cách hòa nhã như này đi. It's the same for both team. Mình cũng không biết kiểu rõ nghĩa làm. Lần này thì cảm xúc của mình nó vô cùng phấn khích luôn. Rồi, câu hỏi nữa này. How will you approach the game? Tôi sẽ đánh sập Eintracht Frankfurt. Tôi sẽ tập trung vào thực lực của mình à? Tập trung tất cả vào thực lực đúng không? Đây cái này đi. Rồi câu hỏi cuối cùng nào. Sẵn sàng chưa? Rất sẵn sàng. Tôi không thể chờ đợi được điều gì hơn nữa đúng không? Ok. Thank you for attending. Okay guys, we're out of time. Sorry. Một không khí trước trận chung kết đang vô cùng là hồi hộp. Two teams ready, they hope, to clear the final hurdle. The routes to this stage have been fascinating, but now it is Europa League final night, and the fans are beginning to pour into the stadium. Stay tuned, we'll have all the action for you live here on EA TV. Chúng ta đang có mặt trên sân vận động Emirates Casino, nơi sẽ đăng cai trận chung kết của UEFA Europa League mùa giải năm nay. Và trận chung kết này sẽ là nơi hai đội bóng đối đầu với nhau, đó là Eintracht Frankfurt và Wigan Town. Một đội bóng đến từ nước Đức và đại diện còn lại đến từ xứ sở sương mù. Đây chính là hai trận đấu bán kết vừa qua. Wigan Town đánh bại Lyon, còn với Frankfurt họ đã vượt qua được Sassuolo, đội bóng đến từ Italia, để góp mặt ở trận đấu cuối cùng của Cúp C2 châu Âu mùa giải năm nay. Cũng khá là bất ngờ khi mà Wigan lẫn Frankfurt góp mặt tới trận đấu cuối cùng, khi mà cả AC Milan, Man United hay cả Sevilla, những đội bóng được đánh giá là có cơ hội rất cao vô địch đều đã bị loại. Thậm chí có đội bóng đã bị loại ngay từ vòng 16 đội, đó chính là Sevilla. Wigan Town với lần đầu tiên góp mặt tại Cúp C2 thì đội bóng này đã một mạch góp mặt luôn tới trận chung kết với chuỗi trận bất bại từ đầu mùa tới giờ. Và đây là đội gia quân của Wigan với thủ môn David De Gea, Paulo Touré, Tuta, Belakovic và Vakanidis là bốn hậu vệ, Onana cùng với Nunes và Chukwuemeka là ba tiền vệ ở khu vực giữa sân. Larsen sẽ đá cao nhất cùng với sự hỗ trợ của Cullen Grant và Cole Palmer. Đội hình có thể gọi là mạnh nhất của Wigan Town ở mùa giải năm nay rồi. Cả hai đội sẽ tiến ra để chụp ảnh nào. Chụp ảnh anh em ơi. Mình đang vừa đá trực tiếp vừa bình luận luôn nên đôi khi nó hơi vấp. Hy vọng anh em thông cảm. Với Eintracht Frankfurt, đội bóng này sẽ ra sân với trang phục áo trắng, quần đen, tất trắng. Và sẽ ra sân với thủ môn Aaron Simon. Ba hậu vệ đó là Kurt Zouma, Ben White và Owene. Bốn tiền vệ đó là Moreo, Simon, Elmas và Vieira. Ba tiền đạo đó là Kucha cùng với Tammy Abraham và Sally Akmun. Ta sẽ hướng tới hiệp đấu đầu tiên nào anh em ơi. Là Vakanidis. Đây là Amr Belakovic. Amr. Mất bóng của cầu Palmer. Tammy Abraham. Well, he always is going to require some attention here, so the referee has called a halt to the proceedings. Như vậy thì đang có một cầu thủ bên phía Frankfurt phải nằm sân rồi và
có lẽ là khả năng thi đấu là không còn với số 8 Elmas, tiền vệ của đội bóng đến từ nước Đức. Và bóng mà cầu thủ này đã va chạm với Faro Baloture, chấn thương có vẻ như là khá nặng của Elmas. Và Mark xác hơn đó là thần đồng một thời của bóng đá Đức, Götze sẽ được vào sân thay người. Bóng đã được trả lại với thủ môn Simon bên phía Frankfurt. Tổn thất từ đầu trận của đội khách thì đơn giản là đá trên sân của nước Anh, nên có thể coi Frankfurt là được bóng đến từ đội khách chẳng hạn. Đây là cầu Palmer không được. Nếu như Palmer có một đường đưa bóng vào cho cho Larsen thì mọi thứ sẽ trở nên sáng sủa hơn. Xavi Simon, Bolero, lấy bóng tốt của Bela Kochap, nhưng bóng quay ngay lập tức quay trở lại với Frankfurt. Taliak Moon rồi, bóng đá nào với Mika Larsen, đây là Akmoon, vẫn là Bela Kochap. Palmer tổng được, vẫn còn đấy, dứt điểm đá của Onana. Đây là Simon, ok à, nào tập trung nào Simon. Rồi Onana, đây là câu 30. Một quả penalty anh em ơi. Penalty dành cho Wilton. Trung vệ White đã để bóng chạm tay. Không phải Ben White anh em ạ. White này White khác rồi. Quả penalty dành cho Wilton sao? Cơ hội để chúng ta có được bàn thắng đầu tiên ở trận chung kết này. Người thực hiện sẽ vẫn là Cullen Grant và thủ môn Simon. Tỷ số được mở dành cho Wilton. Simon gần như đứng chôn trần rồi. Cú đá vào góc phải không thành, khiến cho Simon chỉ biết đứng nhìn thôi. Bàn thắng đầu tiên của trận chung kết đã đến. Đây là bàn thắng thứ 9 của Cullen Grant tại Europa League mùa giải năm nay. Đây là Vieira, đây là Fabio Vieira, cựu cầu thủ của Arsenal. Bây giờ thì nghiện sĩ đã gia nhập Frankfurt rồi. Vieira, quả đánh đầu đến từ Tammy Abraham. Vậy là cú chap. Đến kỹ thuật của cầu Palmer. Cầu Palmer. Onana. Đấy rồi. Không được. Hơi tiếc anh em ơi, người Mika không thể thực hiện một pha dứt điểm. Kucha, Mario Götze, đây là Xavi Simon, Tammy Abraham, dứt điểm. Đá cuối cùng đến từ Saliak Moon, cầu thủ người Iran. Nunes, đá sen. Như vậy sẽ có một quả đá phạt dành cho Wilton Thao. À không, dành cho Frankfurt thì đúng hơn. Cơ dù mà. Đây là Xavi Simon, Tammy Abraham. Huy Tuấn Tào vẫn đang thủ rất chắc với bộ đôi trung vệ Bela Kochap và Tuta. Lần run
Vận chuyển dành cho Joker và Ganidis. Cầu Bamơ. Bamơ. Không được. Zuma. Như vậy thì hiệp 1 đã khép lại. 1-0 là tỷ số của hiệp đấu này với quả đá phạt trên chấm phạt đền của Cullen Grant. Lợi thế 1 bàn trước giờ nghỉ. Và danh hiệu vô địch cũng đang gần hơn với Quy Thần Thảo rồi anh em ơi. Chúng ta đang rất gần với danh hiệu vô địch rồi. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại hiệp đấu thứ hai nào. Hiệp đấu này chắc chắn Frankfurt sẽ phải đẩy cao đứng lên. Zuma. Bắt bóng đến từ Jover và Canidis. Ám ơ. Ukraine Mika. Đây rồi. Đây rồi. Ô kìa. Và trả bóng dành cho Cullen Grant của Nunes là hơi nhẹ. Abraham. Đây là Fabio Vieira, Saliakmun. Nguy hiểm. Hoàn nổ từ bồn David De Gea. Frankfurt sẽ có sự thay đổi người thứ hai. Kucha sẽ rời sân. Và người được đưa vào sân đó là Ademola Lookman, kỳ cầu thủ của Everton. Và đá phạt góc dành cho Frankfurt. Cẩn thận nào. Đấy rồi. Đấy rồi, phản công nào. Legrand. Legrand. Đây là Fabio Baloture. 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 2-0 cho Quy Thần Thao. 2-0 rồi. Và phản công sắc lẹm của đội bóng áo vàng. Đó là sự thực dụng. Đó là sự thực dụng trong bóng đá nhà mời. Đá không phải quá hiểm hóc của Fabio Baloture. Nhưng với khoảng cách như thế này thì rất khó cho thủ môn bên phía Eintracht Frankfurt. 2-0 rồi. Có lẽ định mệnh đã sắp xếp việc Quy Thần Thao vô địch Europa League. Moreno. Lỗi của cầu Palmer với Moreno. Một tấm thẻ vàng dành cho cầu thủ mang áo số 11 đồng nghĩa với việc Quy Thần Thao sẽ phải chịu một quả phạt đền. Và vào bóng cho thấy sự non kinh nghiệm của cầu Palmer. Và trọng trách sẽ được trao cho Tammy Abraham. Một bàn thắng để níu lại những hy vọng cho Frankfurt. Abraham và De Gea. Hoàn nổ từ một David De Gea một lần nữa. Quá tuyệt vời. Bây giờ thì Quy Tân sẽ phản công. Onana. Đây là Oguene. Đúng là gần như là định mệnh rồi. Định mệnh đã sắp xếp Quy Tân Tàu vô địch rồi. Và phạm lỗi của Abraham với Bela Kochap. Sự ức chế của tiền đạo mang áo số 10. Có một tấm thẻ đỏ. Tấm thẻ đỏ cho Tammy Abraham. Cạnh Ben. Và bây giờ bị đuổi khỏi sân. Thảm họa của Tammy Abraham. Thảm họa. Đúng là thảm họa luôn. Phút thứ 63. Và Wilton dẫn 2-0. Còn hơn người nữa cơ. Thiên thợ ỉa lợi và nhân hòa rồi. Đây là Fabio Vieira. Đúng nào. Vieira. Đánh đầu. Và đánh đầu đến từ Saliakmun. Amo. Baloture. Cullen Grant. Tập tác giả của Cullen Grant. Cullen Grant. Không được. Bóng đang nằm gọn trong đôi tay của thủ môn Simon. Cullen Grant. Hơi tối của Cullen Grant. Đây là Ademola Lookman.
Lookman. Có gì khó khăn cả với Bella Kochap. Ubameka. Larsen. Đường chuyền xuống cho cầu Palmer. Và tỷ số được ấn định 3-0 rồi. Dấu chấm hết cho cao thủ Eintracht Frankfurt. Wigan Town sẽ trở thành đương kim vô địch của UEFA Europa League mùa giải năm nay. Chắc chắn là như vậy rồi. Đường chuyền tuyệt vời của Larsen cho cầu Palmer. Và số 11 cũng đã rất đồng đội, kiến tạo cho chủ về Mekka dứt điểm và gôn trống. Và Kennedy sẽ rời sân để nhường chỗ cho Aouham Assoua, một sự tăng cường hàng phòng ngự. Oreo. Lỗi của Bella Kochap với Moreo. Và một tấm thẻ vàng dành cho Bella Kochap. Và bóng mà trung vệ người Đức có lẽ là hơi ham. Nunes rời sân và Rokoris sẽ được đưa vào. Quả đá phạt dành cho Eintracht Frankfurt. Đầu nguy hiểm. Trận bóng cuối cùng đến từ hậu vệ bên phía Frankfurt. Duda. Onana. Lundgren. Dứt điểm. Dứt điểm hơi thiếu chính xác của cầu Palmer. Như vậy thì Sark đã ác mùn rời sân. Người vào sân đó là Malik Thielmann. Larsen rất kỹ thuật. Larsen không thể có bàn thắng thứ tư. Lundgren. Xử lý kỹ thuật của Lundgren không thể dứt điểm. 3 phút bù giờ. Cơ dù mà bất lực đến từ cầu thủ Frankfurt. Obama. Hết giờ. Chúng ta gần như trở thành sự bá chủ anh em ạ. Bất bại luôn. Chúng ta bất bại từ đầu mùa tại Europa League mùa giải năm nay. Danh hiệu vô địch là xứng đáng với những gì thể hiện của Wigan Town. Chúng ta cũng sẽ có luôn tấm vé dự cúp C1 mùa giải sang năm. Một thành quả xứng đáng với những gì mà Wigan Town thể hiện. Chúng ta giành chức vô địch với chuỗi trận bất bại. Không thua luôn anh em ơi. Ở ngoài Anh thì chúng ta có vẻ như là một phong độ không tốt. Nhưng ra tới đấu trường C1 này thì Wigan Town gần như là quá mạnh với phần còn lại. Cho dù đây là lần đầu tiên chúng ta góp mặt tại đấu trường này. Để rồi, danh hiệu cúp C2 đây rồi. Sau FA Cup, Europa League sẽ là danh hiệu thứ hai mà chúng ta có được trong 3 mùa giải gần nhất. Để rồi anh em ơi, xin chúc mừng Wigan Town. Chúng ta sẽ là nhà đương kim vô địch của UEFA Europa League. Chúng ta cũng sẽ góp mặt tại trận tranh siêu cúp ở mùa giải sang năm luôn với nhà đương kim vô địch của UEFA Champions League anh em nhé. Còn gì ngọt ngào hơn đúng không anh em? Tập thứ 88 trong series xây dựng đế chế cùng với huấn luyện viên Joseph Quỳnh Nhiều cùng đến đây là kết thúc. Cảm ơn anh em. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Chúng ta đang rất gần với một bốc 1.000 người đăng ký rồi. Hình ảnh này cũng sẽ thay cho lời kết luôn. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập tiếp theo của kênh.